Rồi chào các bạn. Thì à, trước giờ chúng ta hay sử dụng cái điều tốc xe đạp điện để chúng ta điều khiển động cơ. À, mình chế cháo thì mình hay dùng để điều khiển các cái motor brushless không chọi thang như thế này. Ví dụ như trên tay mình đây đang là cái motor brushless không chổi thang này các bạn. Thì à, thường đối với cái cái bo điều tốc xe đạp điện vì nó thiết kế cho xe đạp điện các bạn cho nên là nó sẽ sử dụng nó có thêm cái tính năng nữa đó là để cho người già chạy an toàn thì người ta sẽ cho cái động cơ này nó chạy chậm thôi. Còn nếu như các bạn trẻ muốn thích tốc độ thì người ta có thể tăng tốc độ của cái điều tốc này lên. Vậy thì ngoài tăng tốc bằng cái dây ga bình thường, thì người ta còn thiết kế thêm một cái dây nữa các bạn. Mà cái dây này thường thì trước giờ mình mót hoặc là mình sử dụng cái điều tốc thì mình ít có can thiệp tới nó thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn luôn là nếu như chúng ta muốn điều khiển tốc độ của động cơ mà nó chạy nhanh hơn so với mức bình thường thì chúng ta sẽ can thiệp thêm vào một giây nữa thì đối với các cái điều tốc thì thông thường thì ngoài các cái dây thì nó sẽ còn thêm một cái cụm rắc nữa đó là rắc 3 dây này nè các bạn thì đối với cụm này ví dụ như cái này nó sẽ có màu là màu đen màu nâu và màu xanh thì ba cái dây này chính là ba cái dây để thay đổi tốc độ của động cơ ngoài cái biến trở ra tức là ngoài cái volume ra cái cái tay ga ra thì mình có thể thay đổi bằng cái đường này nữa các bạn như vậy thì đối với cái điều tốc này nha đối với cái điều tốc này thì nó sẽ là ba dây màu đen màu nâu và màu xanh xanh nước biển như vậy thì để thay đổi tốc độ thì chúng ta sẽ nối dây màu đen với dây màu nâu hoặc là dây màu đen với dây màu xanh thì chúng ta sẽ thay đổi được tốc độ của nó thì đối với nhiều cái điều tóc khác thì cái dây của nó nó sẽ có cái màu khác nhau nha các bạn và các bạn đợi mình lấy thêm các cái điều tóc khác cho các bạn xem nha đây ví dụ trên cái bo điều tóc này đây các bạn thì trên này nó cũng sẽ có một cái cụm dây để chỉnh tốc độ đó là cái dây cái rắc ba này đây các bạn đây rắc ba này đây và dây của nó thì nó lại khác với cái bên kia nó là dây màu đen như màu nâu và một dây màu xám thay vì cái kia hồi nãy là dây màu đen nâu xanh thì cái này là đen nâu xám nha các bạn thì đây cũng là dây để điều chỉnh tốc độ nè các bạn hoặc là trên cái bo này đây đây là một bo khác nữa thì trên cái bo này nó lại là dây đen dây nâu và đen nâu và tím à, đen xám và tím dây đen dây xám và dây tím nó cũng là dây chỉnh tốc độ rồi các bạn đó. Như vậy thì các bạn sẽ cứ lấy dây đen các bạn chập vào dây xám hoặc là dây tím thì kiểm tra cái tốc độ. Nó sẽ có một cái là tăng tốc độ và một cái là giảm tốc độ. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thực hiện hành trực tiếp trên cái con điều tốc này luôn cho các bạn xem. Thì hiện giờ mình đang để ở cái tốc độ maximum và mình không can thiệp gì tới cái phần này hết, mình sẽ can thiệp vào cái dây này thôi. Bây giờ mình sẽ dùng máy mình đo tốc độ cho các bạn xem trước trước khi chúng ta can thiệp thì ví dụ như con này hiện giờ nó đang chạy ở cái vận tốc là khoảng 2.285 vòng trên 86 vòng trên phút rồi bây giờ mình để nguyên vậy mình sẽ can thiệp vào cái đường bên đây chưa để mình nó cũng dây vô cái Rồi bây giờ mình sẽ giữ luôn cái cái đo tốc độ này cho các bạn dễ quan sát nha. Đây, tốc độ hiện giờ đang là 2286 vòng. Bây giờ mình sẽ cho nó giảm tốc độ lại nè. Thì mình sẽ lấy dây đen mình nối vào dây uh, xám. Dây nâu chứ, dây đen nối vào dây nâu. Đó, khi mình nối dây đen vào dây nâu thì tốc độ hiện giờ nó giảm xuống còn chỉ có 1 1750 mấy vòng thôi. Rồi bây giờ mình rút ra nè. Thì nó sẽ tăng lên 2 2002 lại nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó nhanh hơn nữa nè. Nó vụt này rồi. Đó. Nó lên được 2 2003 mấy nè các bạn. <laughs> bây giờ mình rút ra thì nó sẽ về mức bình thường là 2002 ở 2.085, 86 giờ tăng lên thì nó sẽ lên được 2.300 mấy như vậy thì nó có tăng lên đôi chút các bạn nhưng mà tùy vào cái động cơ có động cơ thì nó sẽ tăng nhiều có động cơ nó sẽ tăng ít rồi còn các bạn có thể giảm xuống chạy chậm hơn cũng được như vậy thì thường thì chúng ta sử dụng chúng ta sẽ tăng tốc lên thì chúng ta sẽ hàng luôn cái dây màu xanh và dây màu đen lại để cho nó tăng lên các bạn dây màu đen và dây màu xanh thì nó sẽ tăng lên rồi như vậy thì mình chia sẻ với các bạn thêm một cái tính năng nữa trên cái điều tốc xe đạp điện đó là chúng ta có thể tăng tốc cái động cơ này bằng cái cụm dây này Đây, này các bạn để ý dây ha thì chúng ta sẽ hàng dây đen chúng ta cắt ra chúng ta hàng luôn dây đen với dây xanh này thì tốc độ động cơ nó sẽ tăng lên còn nếu ta muốn chậm lại thì ta hàng dây đen với dây nâu rồi chúc các bạn thành công cảm ơn các bạn